Lịch sử golf thế giới đã chứng kiến nhiều golfer đạt thành tựu rực rỡ có xuất thân từ nghề caddy như Thong Chai Zaidi, Angel Cabrera. Tại Việt Nam cũng không ít golfer từng làm caddy đã có được thành công như Nguyễn Văn Thống, Đỗ Duy Hiền, Lê Hữu Giang, Doãn Văn Định. Không chỉ trở thành các golfer giỏi, nhiều caddy đã vươn lên nắm giữ các vị trí quản lý ở các sân golf, mở trung tâm huấn luyện golf hay chuyển sang kinh doanh dịch vụ golf rất thành công. Nhằm thúc đẩy phong trào golf Việt Nam và phát hiện các tài năng golf của những caddy, Việt Nam Caddy Championship sẽ được tổ chức dành riêng cho các caddy và những người điều hành sân golf thực tập trên cả nước vào ngày 18 tháng 6 tại sân golf Đại Lải và ngày 25 tháng 6 tại sân golf Tân Sơn Nhất. Giải Việt Nam Caddy Championship 2018 đánh dấu sự kiện dành cho caddy ở quy mô toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, giải đấu khích lệ tình yêu golf của các caddy, đồng thời mở ra cơ hội để các bạn được giao lưu gặp gỡ, được đào tạo chuyên sâu, thi đấu chuyên nghiệp và phát triển nghề nghiệp. Đặc biệt, ban tổ chức sẽ chọn ra 8 cá nhân có thành tích xuất sắc để tham dự giải golf caddy quốc tế ở Thái Lan, 4 suất đánh golf ở Nhật Bản và 2 suất tham quan đảo Jeju và Seoul ở Hàn Quốc. Tạp chí Golf Việt Nam mong muốn nhận được sự ủng hộ và động viên của các cơ quan truyền thông và cộng đồng golf cả nước để giải golf caddy sẽ được tổ chức hàng năm, góp phần phát triển phong trào golf tại Việt Nam.